Quýnh luôn không? Quýnh à? Lấy con mèo bên kìa. Quýnh à? Trời ơi mọi người ơi, xong rồi. Mình nói thiệt cái lần đây về là mình phải xử lần hai con luôn. Mọi người nhìn nè, cái nút bạc mình để lên trên đây như thế này này, mà ở đâu mà giờ hai con nào? Con mèo này đây, con mèo hay là con su, một trong hai con luôn chứ không phải con nẹo đó. Nó ở đâu mà chắc là con mèo nó lôi xuống đây nè, rồi con su nó làm gì, hay là con mèo ỉ đây nè, ỉ một bãi lên cái nút bạc luôn đó. Kiểu gì dày chịu nổi không hả? Mình để cái nút bạc á là định là hôm nay mình gọi là mình review cho mọi người xem, rồi mình dán lên, mình đấu lên trên kia để mình treo lên. Vậy mà hai con ỉ này này, bây giờ con nào, con mèo hay là con đây? Bây giờ cái nút bạc mọi người thấy không, nằm ngay chỗ cái thùng rác của cô, nằm ngay cái chỗ gọi là ỉ của con mèo luôn. Chết đi chứ mình tức thiệt á. Chị em bây giờ mọi người biết không, bây giờ hai đứa đó về nhà với nhau á, giờ gọi là yêu thương nhau, giờ mình đụng vô con này là con nó kẹp mình. Bây giờ hai đứa nó bên nhau ghê lắm. Bây giờ lôi nút bạc xuống ỉa này luôn nè. Kiểu này không được rồi, tu cho nó thúi. Cái mùi đây bây giờ này nó tanh kinh khủng luôn á. Đó, chắc là chỉ hai bà thôi, một bà nào lôi xuống rồi bà ỉa lên đây nè. Thôi, bây giờ mình nói thiệt rồi. Đâu rồi, cái cây đâu rồi? Bây giờ, đây. Bây giờ là mình phải chuẩn bị sẵn cái cây nè. Mọi người biết không, con su á là giờ nó đi với mẹ mình rồi, đi xuống để mua một cái bì đinh á đó, để về bắt lên trên đây nè. Mẹ mình chưa kịp làm gì hết là nghĩ xem mình lên phát hiện ỉa như thế này thôi chứ ai mà chịu nổi không. Đó, lần này là hai đứa bay là chết với anh. Bây giờ một trong hai con là giờ chết với mình rồi. Bây giờ mình phải đợi về là xử lý chứ, kiểu này là không được rồi. Từ ngày mà có mèo giờ là hư lắm đó. Thì rồi để bây giờ mình đợi mẹ, đợi con su với mẹ, để mẹ dẫn su về để coi thử là đứa nào chi tìm ra cái thủ phạm hôm nay nó để xử lý đó. Ok mọi người nha. 5 minutes later. Xong rồi chạy là mình nắm được bao nhiêu đứa nào là làm rồi nha. Đó quay chứ nó dùng dây mà sao đứa của cái này con đứa này con để cái nút con lên trên này nè. Từ từ im lặng rồi đó. Mẹ sao không để xử đây nha mọi người, có nghĩa là mình để cái nút bạc lên trên bàn. Xong rồi mình đợi để mẹ mua cái bì đóng đinh đây về nè. Đó thì con mèo một trong hai đứa đây. Cái gì? Một trong hai đứa đây. Đứa nào kéo đây. Cho rớt cái nước bạc xuống đó. Rớt xuống đất luôn. Dạ. Cứ chung chen rồi xong rồi nó đi nghĩa là thế. Thì con mèo hiểu. Im lặng. Mẹ giữ su im lặng đi chứ quay là không có nghe tiếng. Từ từ mẹ sẽ nói nha, nghe rồi nha. Đó. Ý là su á là nó nói là nó không phải nó ỉ nó ỉ vô đây đó. Nhưng mà để thế nó biết rồi mẹ. Rồi. Rồi. Rồi từ. Bây giờ rồi được rồi, anh sẽ xử lý cái việc này một cách rất là thông minh. Bây giờ tôi nói rồi, bây giờ cái hiện trường vụ án là nó xảy ra là như thế này. Bây giờ không biết giờ cái cục cứt đây giờ nó của ai mà nó nằm lên trên cái nút bạc dày. Đó. Cho xem mà nó có bị nó vậy. Mà xem nó nghĩ lên như mà nó nhíp lên dài vậy. Vậy nó cũng mèo rồi. Phải mèo không? Cái này cứt mèo. Mèo hay su? Cái này là cứt mèo nó thúi rồi. Hả? Nó cứt mèo chứ không phải con su đâu. Đâu coi. Con su này nó đi quấn cục lại chứ không phải nó đi mà cái kiểu này bà mèo rồi. Kiểu gì đâu mà hay. Nhưng mà bây giờ. Biết rồi. Để. Cũng rồi nó đi, nó sợ con lỗ thừa nó. Rồi, để anh thông minh ra nha. Rồi. Thì mọi người, bây giờ con nói mẹ nghe nè. Bây giờ rồi cho con mèo đi, con mèo ỉa lên đây. Nhưng mà phải có đứa lôi xuống.
lôi xuống bàn để mày kéo cái đây xuống, con mèo thì kéo được, con mèo nó leo lên kéo lôi không, không kéo được, con mèo không kéo được, chỉ có một cái con nào nó to nó kéo đây xuống được thôi, thì chỉ có ai. Bây giờ mày để đây đứng, đưa đứng cho mày, mẹ đưa đứng đi đi cho thôi đó, giải quyết đi, bây giờ tôi không biết sao. Mẹ mới dặn đi mua đinh về để bắt lên rồi, đó. Mẹ ngồi đi. Đúng rồi. Mẹ để đó. Bây giờ tôi xử lý cái việc này ra ngô ra khoai. Không có thể để cái hiện tượng mày như thế này là được. Nha. Từ ngày mày hai đứa. Đứng đi nó. Biết là bây giờ hỏi, nếu như mà con không có là anh hỏi là con phải nói lên. Bây giờ anh hỏi Xu. giờ anh hỏi Xu nha. Giờ anh hỏi Xu nè. Có phải Xu bị không? Cái này đứa này như này có phải Xu bị đây không hả? Xu hỏi đi, Xu xem em không dám nhìn vậy là em bị không hả? Còn con mèo kia hả? Bây giờ mình phải quấn con mèo mới được. Cái này là mình nói con này đây là cúp mèo chứ không phải cúp rồi cúp Xu đâu, đừng có lên rồi bây giờ cái đây là cúp mèo đúng không? Bây giờ là phải xử con mèo, xử con mèo quấn ôi con mình. Bây giờ anh phải quấn con mèo thôi chứ chơi giờ con mèo ỉ mà xong được. Cái mọi kiểu... người ơi, quýnh mèo mà con nhảy vô bình luôn nè, thương con mèo cỡ đó đó. Ai đứa đây anh, mọi người biết không, từ ngày mà về nhà mình á là bắt đầu là bên nhau lắm phát luôn, là bên nhau mình quýnh con nào mình hâm ai là quýnh. Phải quýnh con mèo vô. Thôi tôi lý do sao bên. Lý do vì sao bên? Biết mà bên lúc này biết là giấu nè. Bây giờ em mèo em bị thúi như thế mà. Bây giờ cả nhà nhìn đi. Bây giờ thì nó như thế này. Trời ơi, dữ thiệt cả chứ bọn nhà ơi. Bây giờ đứng trước luôn nè. Bây giờ phải quýnh con mèo vô. Trời ơi, sao thúi quá con ơi, sao nó cầm dơ quá. Em coi nè, bây giờ nó kinh khủng quá đi. Bây giờ là mọi người biết không, bây giờ là mình phải làm sao. Bây giờ anh hỏi em bây giờ làm sao để hết cái hết cái này lên trên đây. Nên mày coi, con đây xem mà nó rớt xuống mà nó không bể, nó rớt xuống đất luôn hả con. Hên là không bể đó nha cả nhà. Thôi, bỏ nó đây đi, mẹ bỏ nó dẫn xuống tới vô chỗ tờ lấy cái bình đi mà đây, để mẹ hốt vô. Trời ơi, kiểu gì đâu. Rồi bây giờ đưa đây, bây giờ á thì cái đây thì thôi được rồi, bây giờ cái đây là bây giờ hôm nay anh nói thẳng nha, hôm nay là anh tha cho một lần hai đứa nha, dám ỉ lên cho nên nút bạc của anh là không được chưa. Cái là mày cái con Xu đời nào đã đi vô đó con, Xu lần sau là phải biết cái nào đúng cái nào sai. Xu nó biết nó khôn lắm, nó bây giờ nó đi đâu lần sau con mèo nó về nó đi chưa quen á con, nó cứ đi lên thì vậy đó. Nhưng mà bữa từ giờ là Xu phải chỉ cho em mèo chỉ đúng nơi đúng chỗ, ỉ lên cho nút bạc anh là không được chưa. Con để đồ cũng phải để xích vô cho cẩn thận, cái con mấy đứa này nó đâu có biết nó cứ kéo là con mèo nó kéo ra chứ. Dạ con đó. Quýt lại, phải tức quá mà. Quýt lại đi. Quýt lại. Bên quýt luôn à. Quýt lại. Đánh con mèo bên kìa. Quýt lại. Quýt lại. Quýt lại. Quýt lại. Quýt lại. Quýt lại. Mày ôm hết rồi. Đó. Đó. Được rồi. Vậy hai đứa là chơi thân với nhau lắm nè. Bây giờ là thúng quá. Được rồi. Bây giờ nha mọi người, thì để mình đóng cái nút bạc mình treo lên trên nó luôn, mình qua cho mọi người luôn. Và để thôi bây giờ mình xuống, mình cũng ghé xuống một cái kia để mình mua mà. Mẹ mua cái quýt về, ốc quýt về dặn lên mà treo lên đây. Nhưng mà giờ con xuống đi, dặn em xuống lấy cái bì này đây mẹ hốt. Ok. Xu, đi xuống đây. Đi xuống đây. Xuống lấy cái bì này. Thì quay Xu luôn. Đi. Đi đi con. Đi xuống đây bên. Đi xe vô. Đi. Không phải mình coi như là le dữ quá. Đi xuống đây. Đó, rồi. Được rồi, lấy cái bì đây được rồi. Xu đi lên. Đi đây. Bước ra. Đứng lên. Xu. Lại đây. Rồi, đi đây. Đây. Đó. Lần sau nha, anh nói thiệt lần sau nha. Anh nói rồi, bây giờ mọi người biết không? Nhỏ mà làm sai là do người lớn. Thì do Xu không dạy, Xu làm chị hai mà Xu không dạy cho em mèo. Là anh đánh Xu đầu tiên. Công nhận con ơi, cứ mèo. Dạ. Cứ mèo là không giấu rồi vô đâu được hết đó. Chạy đâu? Mọi người coi mày mèo chạy đâu mèo? Ra đây. Đây. Tí nữa là đi xuống ái rồi rửa cái đây rồi mới treo lên được. Đó. Thì ok mọi người nha, để bây giờ mình sẽ rửa rồi mình treo lên cho mọi người cùng xem cái nút bạc nó sẽ đẹp như thế nào luôn nha mọi người. A few moments later. Chứ con. Đó, được rồi, rồi quay xí. Quay bên đây hả? Quay đây bên xí. Rồi. Được chưa? Từ từ. Đây mọi người ơi. Xu nhìn thấy chưa con? Thấy không? Em thấy được không? Đó, thì đây nha mọi người, thì mình với mẹ mình nói chung là nãy giờ đã bàn bạc với nhau là chọn một cái chỗ gọi là đẹp nhất trong nhà để treo cái nút bạc lên. Và chừa một cái chỗ này nữa để sau này treo nút vàng và nút kim cương ra nha cả nhà. Đó. Đó. Sao bây giờ đem buồn tí rồi con xuống mà xin lỗi Xu đó. Con à, chưa ơi, xong rồi. Xong lẽ em nó là nó on rồi con thấy không? Ừ rồi, để xin lỗi nha chứ anh đâu có biết đâu. Mọi người ơi, Xu kêu An, Xu kêu là không phải em, nhưng mà mình đâu có biết.
mình cứ thấy vậy là mình tức mình le thôi chứ. Không biết hết là con được chưa, để mẹ rồi mẹ, rồi mẹ tặng, mẹ dặn lại. Được rồi, mẹ dặn chặt vô luôn đi. Đó. Đúng đó, đúng rồi. Đó thì bây giờ mình lau cái nút bạc này cả nhà thấy vô đây đẹp không ạ? Đó. Được chưa? Dạ được rồi đúng không? Được rồi đó. Su con nhìn được không con? Mẹ Su. Bây giờ cho nó đẹp lắm cả nhà ơi. Bây giờ tự nhiên nha, mình có thêm một cái nút bạc này vô, tự nhiên nhìn nó hành trẻ hơn hẳn luôn nha. Đây đây. Xuống sợ. Hả? Cái bộ cao xuống sợ. Xuống đây, mình xuống đi. Xuống. Được rồi. Đó, thì ok nha. Đó, thì đây rồi, để mình chỉnh sức quan xí. Rồi ok rồi. Đó, để mình xuống để mình coi cùng với mọi người xem thử là nó có đẹp không nha. Đồ đẹp ghê cả nhà ơi. Đó. Rồi, đưa xuống cho con để con khoe với mọi người cái nút bạc của mình. Đó. Đây gọi là một cái gọi là thành tích mà mình và mẹ cùng với Su đã đạt được nha cả nhà. Đó. Trời ơi, bây giờ có Su lên chỗ đó thì tôi sẽ khỏi phải nói luôn cả nhà. Cưng hết sảy không à vậy nha. Đó, cho nó đẹp đó, được đó. Đẹp mà đúng không? Đó. Thì cái chỗ đây là cái chỗ gọi là chiếu từ ngoài vô trong là vô nhà mình là gọi là đẹp tuyệt vời luôn đó. Đó thì ok, để giờ mình xuống mẹ. Đâu được rồi chứ, mày thấy đúng là chỗ đó đẹp rồi con. Đó thì nói chung là cái chỗ đây là nếu mà ai mà vô là nhìn lên là sẽ thấy thẳng nút bạc luôn đó cả nhà. Đó, nút bạc YouTube. Đó thì nói chung là mình cũng cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã ủng hộ cho kênh Bundo Vlog luôn nha cả nhà. Thôi rồi xuống chứ. Thì nói chung là nếu mà clip này á cả nhà mà thấy xung quanh á thì cả nhà nhớ bình luận nha. Thì ok, hẹn cả nhà những cái clip tiếp theo. Ok.